Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa bước qua những ngày Tết của tháng Giêng năm 2024 năm Giáp Thìn. Trong video ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời, làm ăn gặp được nhiều may mắn về cái vận tiền bạc trong cái tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn, đúng không ạ? Chúng ta biết cái tháng 2 nó là tháng Đinh Mão. Đinh Mão cũng hoàn thuộc hỏa. Vậy thì trong cái tháng 2 âm lịch này sẽ có những con giáp nào gặp may mắn, gặp được cái vận tiền tài tốt lành và dễ có cơ hội trúng số đổi đời? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, chúng ta biết tháng 2 âm lịch là tháng Đinh Mão ấy, và để xét về cái vận may, về vận tiền bạc thì chúng ta có hai thứ, đúng không ạ? Một là gì? Chính tài. Hai là cái vận thiên tài. Cái chính tài là cái mà gì? Chúng ta khắc được các dấu thì gọi là chính tài. Còn cái mà chúng ta khắc cùng dấu thì nó là thiên tài. Đó. Vậy nên là gì? Chúng ta có tháng Đinh Mão thì chúng ta xét về cái thiên can. Thiên can là nó thuộc đinh. Đinh là thuộc hỏa, hỏa sẽ bị thủy khắc luôn. Thủy thì chúng ta có hai thiên can nhâm và quý, đúng không ạ? Như vậy chính tài này nó sẽ là những người thiên can là quý. Và thiên tài nó sẽ gồm với những người có thiên can là đinh. Đây là những con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời, đúng không ạ? Quý là những người có đuôi năm sinh vật số 3 và nhâm. Nhâm và quý nhé, xin lỗi quý vị nhé. Quý là nhâm này. Nhâm là vận thiên tài. Những người có thiên can nhâm thì sẽ là những người có đuôi năm sinh là số 2 và những người có thiên can quý sẽ là đuôi năm sinh là số 3. Thì đây là hai cái con giáp mà dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong cái tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Thưa quý vị, trong số bát tự thì chúng ta xét về hai cái vận, đó là chính tài và thiên tài. Đó là hai cái vận may về tiền bạc và tài lộc. Cái chính tài nó là chỉ tiền tài thu được thông qua những cái công việc lao động bình thường. Cái chính tài thì nó không thường là không có sự đột biến quá lớn. Nó đòi hỏi phải có sự tích lũy lâu dài mà có được. Bên cạnh đó thì cái thiên tài ấy, cái thiên tài thì nó là gì? Nó chỉ cái tiền tài có được, nó thuộc cái nguồn vốn lưu động, cái nguồn vốn không ổn định mà nhiều người tranh cướp. Đấy. Thiên tài nó đại diện cho cái khoản tiền ngoài ý muốn, có thể không làm mà vẫn có ăn. Đấy, thì đó chính là thiên tài. Thiên ở đây để chỉ công việc không thể công khai, không thể minh bạch. Thiên tài đại diện cho giá trị của tiền bạc, cũng có lúc nhiều, cũng có lúc ít. Nói chung ấy, khi mà gặp cái thiên thời địa lợi nhân hòa, gặp cái vận thiên tài này này, thì nó phất lên như diều gặp gió. Trong một khoảng thời gian cực ngắn có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Đó. Vì thế mà khi gặp được cái vận thiên tài thì những người nào mà gặp được vận thiên tài thì dễ có cơ hội trúng số đổi đời và trở nên giàu có sau một đêm. Nó vừa là gì, cũng có thể là đại diện cho cái trúng số, cũng có thể đại diện cho cái công việc làm ăn gặp được thuận lợi. Bên cạnh đó thì cũng có thể đại diện cho chúng ta nhặt được tiền, hoặc là gì, cái thiên tài nó cũng đại diện cho chúng ta được gì thừa hưởng những cái tài sản, những khối tài sản lớn, tài sản kếch xù. Đó. Thì đó chính là cái thiên tài nó mang lại. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào cái vận thiên tài và cái chính tài để chúng ta xét xem là những con giáp nào có cơ may trúng số đổi đời, dễ gặp được cái vận quý nhân và gì được thần tài ban cho cái lộc lớn. Đó, xin mời quý vị cùng theo dõi này. Chúng ta biết những người gặp cái vận thiên tài thì bao gồm những tuổi sau này. Những người là có thiên can nhâm, đúng không? Thiên can nhâm thì sẽ bao gồm tuổi là gì? Thứ nhất là Nhâm Tý là 1972. Đó. 1972 là tuổi Nhâm Tý. Không có hành thuộc mộc. Tuổi thứ hai là tuổi Nhâm Dần là 1962. Không có hành là thuộc kim. Thứ ba là Nhâm Thìn là 1952. Có ngoài được thủy.
Nhâm Ngọ 1942 hoặc là 2002 đấy, 2002 đi cho nó trẻ. Đó, có ngoài được mộc. Nhâm Thân là 1992, có ngoài được kim. Và Nhâm Tuất là 1982, có ngoài thuộc thủy. Thì đây là những con giáp gặp cái vận thiên tài, dễ có cơ may trúng số đổi đời. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xem là trong những con giáp này thì tuổi nào là tuổi may mắn nhất, tuổi nào là tuổi dễ trúng số nhất. Đó. Thì bây giờ chúng ta cũng cùng phải xét về cái từ gọi là trúng số. Đúng không? Cái cơ hội được trúng số đổi đời, cái cơ hội được trở nên giàu có là cái điều mà ai cũng mong muốn. Và mỗi chúng ta thì ai cũng có cái số mệnh khác nhau. Và tùy từng cái thời gian, tùy từng cái thời điểm và tùy từng cái hành động, cũng như là cái phúc đức của chúng ta sâu dày ra sao ấy, mà cái vận may đó nó cũng sẽ đến với chúng ta như thế nào. Đó. Vì thế mà có nhiều con giáp khi mà xem đúng vào tuổi gặp vận thiên tài, nhưng mà do phúc phần chưa đủ lớn hoặc do các bạn chưa đủ cái nỗ lực nên là cũng chưa thể có cơ may trúng số được. Đấy. Nói chung ấy, các cụ trong đạo Phật có câu là gì? Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Đó. Vì vậy mà gì? Quý vị cứ tích cực gieo nhân tốt, tích cực suy nghĩ tích cực lên nữa. Suy nghĩ một cách tích cực lạc quan lên để cho cuộc đời được tươi sáng. Khi đó thì tiền bạc nó cũng sẽ dễ đến với các bạn hơn. Đấy, cái tiền bạc nó cũng thường thích đến ở những cái nơi cực kỳ vui vẻ. Khi đó thì nó mới lưu giữ được lâu hơn. Và các bạn càng vui vẻ bao nhiêu ấy, càng nỗ lực phấn đấu bao nhiêu ấy, thì cái tiền bạc nó cũng sẽ càng đến nhiều bấy nhiêu. Và cái cơ hội trúng số đời đời nó cũng sẽ trở thành hiện thực. Đó. Chúng ta biết ấy, cái tháng Đinh Mão, cái tháng 2 là tháng Đinh Mão. Đinh Mão có ngày thuộc hỏa, hỏa thì sinh thổ đó. Vậy nên những người mệnh thổ là con giáp may mắn đầu tiên. Thứ hai là những người mệnh hỏa, và thứ ba là những người mệnh thủy, đúng không ạ? Thì ngoài ra chúng ta còn những người mệnh mộc và mệnh kim. Thì mệnh mộc thì nếu được hỏa sinh cho nó cũng tốt, mệnh kim thì bị hỏa khắc, đâm ra là nó không tốt. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xét xem con giáp nào may mắn nhất nhá. Thì trong cái tháng âm lịch, những người có thiên can nhâm là gặp cái vận thiên tài. Cái vận thiên tài này. Đầu tiên chúng ta cùng xét là những người mệnh thổ, thì trong những người có thiên can nhâm thì không có con giáp nào thuộc mệnh thổ, đúng không ạ? Vậy đây là gì? Cũng không có con giáp nào gặp được may mắn nhất, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Những mệnh hỏa thì trong tháng này cũng không có con giáp nào thuộc mệnh hỏa. Thứ ba là mệnh thủy, đúng không ạ? Mệnh thủy thì chúng ta có tuổi Nhâm Thìn và Nhâm Tuất. Vậy nên tuổi Nhâm Tuất sẽ xếp vị trí số 1 nhé. Và tuổi Nhâm Thìn sẽ xếp vị trí số 2. Đó. Những người tuổi Nhâm Tuất tại sao lại may mắn hơn tuổi Nhâm Thìn? Tại vì tuổi Nhâm Tuất ấy thì được cục diện là Mão Tuất là nhị hợp. Đấy. Cái cục diện nhị hợp này nó mang lại nhiều cái may mắn, nhiều cái điều tốt lành cho những người tuổi Nhâm Tuất. Những người tuổi Tuất ấy trong tháng Đinh Mão này thì được cục diện Mão Tuất nhị hợp, đúng không? Vậy nên cái cơ hội làm ăn, cái cơ hội kinh doanh nó cũng sẽ lớn hơn. Và bên cạnh đó quý vị còn được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp quý vị có thể kết giao thêm được nhiều với đối tác, với khách hàng quan trọng, ý nghĩa, và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho quý vị. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Thứ hai là những người tuổi Nhâm Thìn, đúng không ạ? Thì chúng ta biết những người tuổi Nhâm Thìn thì gặp cục diện là Thìn Mão là lục hại. Mặc dù nó vẫn được cục diện ngũ hành nó vẫn khác được tháng, đúng không ạ? Nó vẫn là có tài tinh, nó chiếu mệnh. Nhưng mà trong thời gian này thì nói chung ấy, những người tuổi Thìn đôi khi sẽ gặp phải một số họa thị phi, có như là cái họa tiểu nhân hãm hại. Vì vậy mà công việc nó đôi khi nó gặp trắc trở đấy, nắm được cái thời vận rồi đấy, nhưng mà do có kẻ xấu hãm hại, hoặc là gì, do chúng ta lơ là bỏ qua mà làm mất đi cái cơ hội mang lại cái may mắn tiền bạc cho mình. Vì thế
để hóa giải những xung sát thị phi và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Cái vòng cũng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Tiếp theo chúng ta cùng xét, như vậy chúng ta còn những người mệnh mộc và những người mệnh kim đúng không ạ? Mệnh mộc thì sinh cho hỏa, vậy nên những người mệnh mộc sẽ may mắn hơn những người mệnh kim, còn những người mệnh kim thì sẽ bị hỏa khắc. Vì thế mà những người mệnh mộc sẽ may mắn hơn. Mệnh mộc chúng ta có tuổi 2002 là Nhâm Ngọ và 1972 là Nhâm Tý, thì những người tuổi Nhâm Tý nó sẽ đứng ở vị trí số 3, còn những người tuổi Nhâm Ngọ sẽ vị trí thứ 4. Những người tuổi Tý này thì trong cái tháng Đinh Mão thì gặp cục diện là Tý Mão là tương hình. Cái cục diện hình hại vô lễ nó cũng mang lại nhiều cái trắc trở, nhiều khó khăn cho những người tuổi Tý. Mặc dù là gặp được cái vận thiên tài thì vẫn có tiền bạc nó đến ấy, nhưng mà quý vị khá là vất vả, khá là phải chật vật thì mới có được cái tiền bạc như ý. Vì thế để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Bên cạnh đó thì những người tuổi Ngọ lại gặp cục diện Ngọ và Mão là tương phá. Đấy. Cái cục diện tương phá này nó có gây ra nhiều cái trắc trở, nhiều khó khăn trong công việc. Quý vị đôi khi hoàn thành công việc đã chuẩn bị hoàn thành rồi, kết quả đang tốt đẹp thì bỗng nhiên bị kẻ tiểu nhân ngáng đường cản lối giữa chừng, hoặc là bị kẻ tiểu nhân hãm hại khiến cho cái công việc nó gặp trắc trở. Đôi khi ấy, cái tiền bạc gần đến tay rồi nó lại vụt bay đi mất. Vì thế những người tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ đó. Như vậy cuối cùng chúng ta còn những người mệnh kim, đó là tuổi Dần đấy, tuổi 1962 là Nhâm Dần và 1992 là Nhâm Thân. Thì những người tuổi Nhâm Dần sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 5. Những người tuổi Nhâm Thân sẽ xếp vị trí số 6. Những người tuổi Nhâm Dần may mắn hơn những người tuổi Nhâm Thân do là gì? Những người tuổi Nhâm Dần được cục diện là Dần, Mão, Thìn là tam hội. Đấy, cái cục diện tam hội nó cũng mang lại nhiều cái cơ may về tiền bạc, về tài lộc cho những người tuổi Dần. Mặc dù gặp cục diện là xung khắc đấy, thế nhưng mà gì? Nó vẫn được cái quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là cái vận trình của những người tuổi Dần trong cái tháng 2 âm lịch ấy nó cũng khá là hanh thông thuận lợi. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Tiếp theo còn những người tuổi Thân ấy, thì chúng ta có Mão tuổi Thân đúng không ạ? Vậy nên trong tháng này thì những người tuổi Thân cũng gặp khá nhiều cái trắc trở, lại thêm cục diện ngũ hành là xung khắc nữa, hỏa đấy, Đinh Mão khắc gì, khắc Nhâm Thân. Vậy nên là trong thời gian này thì nói chung ấy, những người tuổi Thân cũng khá là vất vả, khá là chật vật đó. Và để hóa giải cục diện này thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái tháng 2 âm lịch, đúng không ạ? Dễ có cơ hội trúng số đổi đời
đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Nhâm Tuất 1982, 2 Nhâm Thìn 1952, 3 Nhâm Tý 1972, 4 Nhâm Ngọ 2002, 5 Nhâm Dần 1962, 6 Nhâm Thân 1992. Đây là những con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội trúng số đời đời. Trong đó con giáp may mắn nhất thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Nhâm Tuất. Đó là cái vận về thiên tài. Thì ngoài cái cơ hội trúng số đời đời thì một số cái con giáp cũng sẽ có những cơ hội được lộc trời cho giàu sang phú quý, cũng dễ có được quý nhân tương trợ giúp đỡ, công việc thì hanh thông thuận lợi, cũng thu về bạc tỷ trong tay trong cái tháng 2 âm lịch năm 2023. Vậy thì đó là những tuổi nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, như đã nói từ đầu, Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị đó là gì? Cái vận thứ hai là vận chính tài. Cái chính tài là cái tiền bạc, cái công sức mà chúng ta bỏ công bỏ sức ra mà làm mà có, đúng không? Thì đó là cái vận gì? Cái vận chính tài. Cái vận chính tài nó đến thì nó cũng sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc nó cũng sẽ dễ dàng kéo đến. Cái cơ hội làm ăn kinh doanh, cái cơ hội gặp được quý nhân cũng cao, nên là gì? Dễ có cơ hội là đổi vận giàu sang. Đó. Và những người gặp cái vận chính tài đó là những người có thiên can là quý, quý thủy khắc đinh hỏa, nó là vận chính tài. Những người thiên can quý bao gồm những tuổi sau. Những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thì có quan hệ được mộc. Quý Mão 1963 có quan hệ được kim. Quý Tỵ 1953 ngũ hành được thủy. Quý Mùi là 1943 hay là 2003? 2003 đi. Ngũ hành thuộc mộc. Quý Dậu 1993 là ngũ hành được kim. Cuối cùng là Quý Hợi là 1983 có ngũ hành thuộc thủy. Thì để xem là con giáp nào trong những con giáp này là con giáp may mắn nhất thì chúng ta sẽ dựa vào cục diện là âm dương ngũ hành, đúng không ạ? Dựa cái ngũ hành nạp âm của tháng để chúng ta xét. Trong tháng Đinh Mão không may thuộc hỏa, hỏa sinh thổ, đúng không ạ? Như vậy những người mệnh thổ sẽ là may mắn nhất. Thì trong những tuổi này thì không có tuổi nào mệnh thổ. Thứ hai là gì? Hỏa tinh hòa với hỏa thì cũng không có tuổi nào là mệnh hỏa. Thứ ba là gì? Thủy khắc hỏa. Thủy khắc hỏa chúng ta khắc được là tài tinh. Vậy nên là những người có ngũ hành là thủy ấy, thì sẽ may mắn hơn. Ngũ hành thủy chúng ta có những người tuổi 1983 là Quý Hợi và 1953 là Quý Tỵ. Thì những người tuổi Quý Hợi sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 1. Quý Tỵ sẽ xếp vị trí số 2. Những người tuổi Hợi thì trong cái tháng 2, tháng Đinh Mão ấy, được cục diện là Hợi, Mão, Mùi là tam hợp. Cái cục diện tam hợp nó cũng sẽ mang lại nhiều cái vận may, mang lại nhiều cái cơ may, mang lại nhiều cái cơ hội hợp tác kinh doanh làm ăn. Trong thời gian này sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là những người tuổi Hợi cũng sẽ gặp được khá nhiều cái may mắn trong tháng 2 âm lịch. Vì vậy để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi mang lại cái vận may về tiền bạc tài lộc cho những người tuổi Hợi, đặc biệt là Quý Hợi 1983. Tiếp theo tuổi thứ hai là tuổi Quý Tỵ 1953, đúng không ạ? Thì trong cái thời gian này những người tuổi Quý Tỵ cũng được may mắn do được gì, khắc được lệnh tháng, nó cũng là tài tinh, vì thế mà cũng được gì, quý nhân tương trợ giúp đỡ, được tài tinh nó cao chiếu. Quý vị sẽ chủ động hơn trong công việc, nắm bắt được những cơ hội nó đến với mình. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân
mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi Tỵ, đặc biệt là tuổi Quý Tỵ 1953 nhé. Tiếp theo chúng ta còn hai tuổi, đó là những người mệnh mộc và những người mệnh kim. Những người mệnh mộc thì sẽ may mắn hơn những người mệnh kim, do được cục diện là gì, mộc sự mộc hỏa tương sinh. Còn những người mệnh kim thì bị gì, hỏa là nó khắc kim. Vậy nên những người mệnh mộc sẽ may mắn hơn. Mệnh mộc của chúng ta sẽ có hai tuổi là Quý Sửu và Quý Mùi, thì những người tuổi Quý Mùi sẽ may mắn hơn. Quý Mùi sẽ đứng vị trí số 3, đúng không ạ? Và Quý Sửu sẽ đứng vị trí số 4. Những người tuổi Quý Mùi được cục diện là Hợi, Mão, Mùi là tam hợp. Cái cục diện tam hợp này nó cũng sẽ giúp sức, giúp cho những người tuổi Mùi có được những cái chuyển biến, có được những cái bứt phá trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Vậy nên đây cũng là một trong những con giáp may mắn có được nhiều cái cơ hội, được thần tài giúp đỡ, thần may mắn gọi tên. Dễ có cơ hội là gì, mang lại cái vận may tiền bạc cực lớn, có cơ hội là gì, đổi đời sau một đêm. Đó là những người tuổi Mùi. Và để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân nhé. Bên cạnh đó thì những người tuổi Sửu trong cái thời gian này thì nói chung cũng được may mắn do được cục diện là gì, ngũ hành nó tương sinh. Vì thế mà những người tuổi Sửu cũng sẽ gì, là một trong những con giáp được chính tài nó trợ mệnh. Công việc thì hanh thông thuận lợi, tiền bạc thì cũng dễ kiếm hơn so với những người khác. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo là những người mệnh kim. Mệnh kim chúng ta có 1963 là Quý Mão và 1993 là Quý Dậu. Thì những người tuổi Quý Mão sẽ may mắn hơn những người tuổi Quý Dậu, đúng không ạ? Quý Mão xếp thứ 5 và Quý Dậu xếp thứ 6. Thưa quý vị, nói chung ấy, thì những người tuổi Quý Mão thì gặp cái tháng linh Mão ấy, thì gặp gì? Mão và Mão là tự hình. Vậy nên là gì? Công việc thì cũng sẽ khá là trắc trở, lại vì cục diện ngũ hành nó xung khắc nữa, nó khác nữa, lệnh tháng nó khác. Vậy nên là cũng sẽ gặp nhiều cái khó khăn hơn. Đấy. Công việc thì đôi khi nó càng trắc trở, mặc dù là vẫn có tài vận nó đến, vẫn có được cái cát tinh nó chiếu mệnh, nhưng mà cái tài vận này nó cũng rất là yếu. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Đấy, vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Bên cạnh đó, những người tuổi Dậu thì gặp cục diện là Mão Dậu tương xung trong cái tháng 2 âm lịch. Có thể nói thì tháng 2 là một cái tháng khá là vất vả, khá là chật vật, khá là bon chen với những người tuổi Dậu. Quý vị phải nỗ lực chề ra chốc phải hết sức thì mới có thể là gì, đạt được cái kết quả. Đấy. Bình thường người ta làm một thì ăn hai, đúng không? Nhưng mà quý vị làm 10 mới ăn được 1, 2, 3 thôi. Vì vậy mà đòi quý vị phải nỗ lực gấp đôi, gấp 3, thậm chí là gấp 5, gấp 10 lần người khác thì mới có được cái cuộc sống bình yên may mắn. Vậy nên để hóa giải cục diện xung khắc và mang lại cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái những con giáp may mắn về vận trình tiền bạc tài lộc trong cái tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Và trong tháng 2 âm lịch thì chúng ta sẽ có tổng cộng là gì? 12 con giáp được may mắn. Trong đó có con giáp may mắn nhất là những người tuổi Nhâm Tuất và may mắn thứ hai là những người tuổi Nhâm Thìn. May mắn thứ ba là những người tuổi Quý Hợi và thứ tư là những người tuổi Quý Tỵ. Đó là những tuổi mà dễ có cơ hội trúng số đổi đời, gặp vận may cực lớn về vận trình tiền bạc. Quý vị thân mến, nói chung là cái sự giàu có trúng số là điều ai mà cũng mong muốn. Hy vọng những chia sẻ của Tử Thông sẽ giúp ích phần nào cho quý vị nắm bắt được cái cơ hội
và quý vị sẽ biết nắm lấy cái thời cơ để gì, đưa ra những cái hành động chính xác giúp chúng ta thu được một khoản tiền bội thu trong tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Năm con giáp bất ngờ trúng lớn, đổi đời giàu to năm 2024 năm Giáp Thìn. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng đạo sĩ Tử Thông trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, chúng ta đều biết trời sinh mỗi người một số mệnh khác nhau. Có người thì gặp vận nạn trong cái thời điểm này, làm ăn thất bát, tán gia bại sản. Nhưng lại có người cứ như là được thần tài cho lộc, làm một được mười, tiền bạc cứ ùn ùn chạy về túi, thậm chí là có cơ hội trúng số đổi đời, trở thành đại gia trong tức khắc. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh học, có 5 con giáp trong năm 2024 chắc chắn sẽ được nhận lộc trời ban, trả sạch nợ nần, tiền tỷ cầm tay, thành công nối tiếp thành công. Từ tiền bạc, công danh, sự nghiệp cho tới cái tình duyên thì đều có những cái bước phát triển vô cùng là thuận lợi, tốt đẹp. Và nếu như những con giáp này biết tận dụng cái cơ hội thì chắc chắn sẽ giàu có đổi đời, tiền tỷ cầm tay, tiêu xài không bao giờ phải lo nghĩ. Nhưng sẽ rất đáng tiếc nếu như mà các bạn bỏ lỡ mất cái cơ hội hiếm có này. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của Tử Thông trong video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chúng ta biết năm 2024 là năm Giáp Thìn đúng không ạ? Con giáp may mắn đầu tiên mà chúng ta phải kể đến đó chính là những người tuổi Mão. Tuổi Mão là một trong những con giáp được trời thương Phật độ, càng ăn ở hiền lành, càng phúc đức thì lại càng có lộc lớn đó. Năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi Mão có thể nói là một năm chưa phải là thuận lợi lắm. Thưa quý vị, năm 2024 năm Giáp Thìn thì cũng không phải là một năm mà thuận lợi với những người tuổi Mão, dù đã thoát khỏi cái năm tuổi nó bị chi phối. Song dưới sự che chở của thần Phật độ mạng, bản mệnh vẫn có thể bình an vượt qua những khó khăn, những thách thức, biến hung thành cát, tự tin trên cái con đường công danh sự nghiệp của riêng mình. Có nhiều thời điểm mà các bạn cũng thấy nản lòng vì mọi thứ không được diễn ra như cái ý muốn của mình. Tinh thần mệt mỏi, áp lực công việc và tiền bạc trong thời gian này cũng gia tăng khá nhiều. Con giáp này không phải là những người không có năng lực, nhưng mà trong năm 2024 lại gặp rất nhiều trở ngại. Có những cái việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng mà khi thực hiện lại phát sinh ra vô số những khúc mắc, những rắc rối. Tiền bạc kiếm được cũng không hề dễ dàng. Những người làm tư hoặc là những người làm chủ lại càng gặp khó khăn nhiều hơn. Nên thận trọng trong chuyện đầu tư kinh doanh, kẻo lại thất thoát về vận trình là tiền bạc tài lộc. Càng như vậy thì người tuổi Mão lại càng nên bình tĩnh, không nên nóng vội trong cái mọi quyết định của mình, tránh những cái sai lầm nó nối tiếp sai lầm. Đó. Nếu giữ được cái đầu lạnh thì gia chủ vẫn có thể là nhìn ra được những cái điểm sáng nhất định và cơ hội có thể chuyển mình ngoạn mục trong năm 2024. Có thể thấy may mắn của những người tuổi Mão trong năm nay thì không có nhiều, nhưng dù chỉ là những cái cơ hội mong manh thì vẫn được những người tuổi Mão tận dụng một cách cẩn trọng và chân quý. Không thể phủ nhận rằng những người tuổi Mão luôn chịu thương chịu khó, có những mơ ước và hoài bão rõ ràng. Bản mệnh dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với những cái thử thách, chinh phục những khó khăn và không ngừng hoàn thiện cái bản thân, chứ không hề ỷ lại vào cái số phận. Vì vậy, dù vận đổi sao rời thì những con giáp này vẫn có thể có được cái thành công, công thành danh toại. Nhìn chung năm 2024 thì những người tuổi Mão lại càng gì có những cái thành tích, chăm chỉ, càng cố gắng thì không phải lo cái chuyện cơm áo gạo tiền. Dù phải đổi lại bằng nhiều cái công sức, nhưng mà các bạn sẽ thấy rất tự hào về những cái quá trình mình đạt được những cái thành tựu đó. Vậy nên trong thời gian này, để hóa giải những xung sát thị phi và mang lại cái may mắn mà lại cái tài lộc cho mình, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn không ai khác đó chính là những người tuổi Hợi. Thì nhờ được thời trời thương Phật độ, ăn ở hiền lành đức độ mà những người tuổi Hợi cũng là một trong những con giáp được trời thương Phật độ,
Tuổi Hợi cũng được dự đoán là sẽ nhận được cái sự phù hộ độ trì của thần Phật trong năm 2024, biến nguy thành an, biến các thách thức thành cái cơ hội cho bản thân, tạo ra những cái bứt phá mạnh mẽ. Bản thân con giáp này thì sống lại biết có trước có sau, luôn quan tâm đến những người khác. Với cái tính cách ôn hòa, biết đặt mình vào vị trí của những người khác để suy nghĩ thấu đáo, nên là gì, có nhiều cái mối quan hệ chất lượng, quý nhân thì luôn vây quanh. Quan trọng hơn là các bạn không tham lam quá và cũng dễ dàng học cách buông bỏ những cái dục vọng để tâm thái luôn được bình thản hơn. Theo dự đoán của các chuyên gia tử vi tâm linh học thì trong năm 2024, những người tuổi Hợi dù vận khí có phần là kém sắc hơn so với năm 2023 năm Quý Mão, nhưng mà cũng không có bất lợi. Hung cát đan xen, tốt xấu thì nó song hành. Nhiệm vụ của các bạn là nhìn ra được những con đường phù hợp của mình để tránh xa những cái điều mà không hay khiến các bạn dậm chân tại chỗ. Nhìn chung, nếu muốn cái cuộc sống nó lên hương thì những người tuổi Hợi sẽ phải tự tạo ra cái may mắn cho chính bản thân mình vào năm 2024, thay vì là gì, ôm cây đợi thỏ. Thành công cần phải được đánh đổi bằng cái sự phấn đấu quyết liệt, nên là có sự đổi mới trong các tư duy lẫn cách thức làm việc của mình. Còn nếu mà không chịu thay đổi, giữ cái tâm thái ỷ lại, lười nhác thì việc gì cũng khó có thể hoàn thành, khó duy trì được cái mức sống trung bình. Đó. Thì đây là một năm bản mệnh khá là nghiêm túc với các dự án của mình. Kể cả những cái người mà trước đó không quá quan tâm đến cái chuyện tiền bạc, thì đến năm 2024, gia chủ sẽ không còn có được cái cuộc sống vô tư như trước đây nữa. Mọi thứ có thể sẽ không được suôn sẻ từ đầu tới cuối, nhưng bằng sự quyết tâm nỗ lực của mình ấy, kết quả là vẫn sẽ rất hứa hẹn với những người tuổi Hợi trong thời gian này. Với những người làm công ăn lương, bạn nên tâm niệm làm nhiều thì hưởng nhiều. Càng làm việc chăm chỉ ở cái thời điểm hiện tại thì càng dễ được lãnh đạo công nhận và được mọi người quý mến giúp đỡ. Có được cái sự tin tưởng của người khác, khi đó thì cái tiền lương hay là các mức đãi ngộ khác cũng sẽ được tăng lên rất nhiều lần trong thời gian này. Do đó, mặc cho những cái xui xẻo nó luôn rình rập trong năm 2024, những người tuổi Hợi vẫn có thể an toàn chăm chỉ, bởi vì bản mệnh ăn ở hiền lành thì nhất định sẽ được trời thương Phật độ và giúp cho quý vị có thể vượt qua mọi sóng gió, bứt phá đi đến cái thành công. Trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc cho mình trọn đời. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong năm 2024 là Giáp Thìn mà chúng ta phải kể đến, đó chính là những người tuổi Ngọ. Kính thưa quý vị, theo các chuyên gia tử vi học dự báo, năm 2024 năm Giáp Thìn là một năm được đánh giá khá là tốt với những người tuổi Ngọ. Vận trình thì khởi sắc, vận khí thì lên hương. Khi đó bản mệnh sẽ đón nhiều cái chuyển biến tích cực ở các phương diện. Theo đó, dù là công danh sự nghiệp hay là cái tài chính thì đều sẽ thuận lợi hơn trước rất nhiều. Tuy vẫn chưa đạt được cái mức độ bùng nổ, nhưng mà có những cái tín hiệu đáng mừng cho những con giáp này nhờ cái sự nỗ lực bấy lâu nay của các bạn. Năm 2024 thì những người tuổi Ngựa có thể là tự tin thể hiện hết cái khả năng của mình, thể hiện hết cái tài năng của mình trong cái sự nghiệp và cũng sẽ đạt được những cái thành công rực rỡ. Công việc thuận lợi thì tất nhiên là cái thu nhập của những người tuổi Ngọ trong thời gian này cũng sẽ được ổn định hơn trước. Những người làm ăn kinh doanh thì có sự nhạy bén và có tầm nhìn, nên là luôn nắm bắt được cái cơ hội và thu về những cái lợi nhuận cao. Không chỉ vậy, cái sự khéo léo trong giao tiếp còn giúp cho những người tuổi Ngọ ấy kết giao được với nhiều quý nhân. Do đó, nếu mà gặp phải sự cố hoặc có những khó khăn nào trong công việc thì bạn bè xung quanh sẽ chủ động tư vấn giúp đỡ, là chỗ dựa tinh thần cho những người tuổi Ngọ trong thời gian này. Bởi vậy, những cái xui xẻo, những vận xui của những người tuổi Ngọ sẽ biến mất nhanh chóng, nhường chỗ cho những cái điều tốt lành nhất. Điều này mang lại nhiều cái lợi ích cho tương lai của bản thân những người tuổi Ngọ. Có thể nói, phúc khí của những người tuổi Ngọ trong thời gian này thì vô cùng là dồi dào. Bản thân những người tuổi Ngọ còn được thần Phật che chở, nên dù có gặp khó khăn trắc trở thì cũng sẽ được tìm được ra lối thoát riêng cho mình, biến nguy thành an, sớm muộn gì thì cũng gì gặp rồng hóa phượng. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa dẫm vào cái may mắn mà không có cái sự nỗ lực phấn đấu của chính bản thân mình ấy, thì chẳng có cái thành công nào sẽ được bền vững. Do đó, bản mệnh hãy tự nhắc nhở bản thân mình cần phải trân trọng và nắm bắt lấy cái vận may hiện tại, tận dụng điều đó làm cái bàn đạp để tiến xa hơn nữa và
cái cơ hội nó không chờ ai cả. Vì thế mà quý vị đừng có bỏ lỡ cái cơ hội may mắn này. À, trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc cho mình. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong năm 2024 là Giáp Thìn thì đó chính là những người tuổi Dậu. Và những người tuổi Dậu vừa được thần vật che chở độ mạng lại được cục diện là Thìn Dậu lại nhị hợp. Vậy nên đây cũng là một trong những con giáp được thần vật che chở phù hộ mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Dậu. Những người tuổi Dậu có thể yên tâm và tự tin thể hiện và thực hiện những cái ước mơ, những cái hoài bão của mình. Bởi các bạn đang có rất nhiều cái sự hậu thuẫn, cả may mắn nó đang tiến gần hơn trong cái mục tiêu cân bằng cuộc sống của mình. Những người tuổi Dậu trong năm 2024 cũng cho biết những con giáp này sẽ có cái bước nhảy vọt gấp nhiều lần so với năm 2023. Các cát tinh nó soi chiếu vận khí của những người tuổi Dậu trong thời gian này cũng được tăng lên một cách đáng kể. Đó. Càng làm thì càng có lợi, tiền bạc gia tăng không ngừng. Thậm chí năm 2024 còn hứa hẹn là cái năm để cho những người tuổi Dậu ấy lấy lại được những gì mà mình đã mất ở thời gian trước đó, năm 2023. Trong thời gian này thì những người tuổi Dậu luôn giữ cái thái độ tích cực và quan trọng là trong cuộc sống ấy. Nhờ vậy họ được coi là cái mẫu người điển hình trong những người thu hút cái vận may về tài lộc. Làm gì thì họ cũng sẽ được cái sự tỏa sáng và linh hoạt hơn. Tầm nhìn thì cũng được nâng cao, khả năng phân tích vấn đề của con giáp này cũng được đánh giá đẩy lên một cái bậc thang mới. Rất có lợi cho cái việc phát triển cái sự nghiệp của mình. Chính vì vậy, trong năm 2024 Giáp Thìn, cho dù bất cứ cái dự án gì mà quý vị bắt tay vào công việc ấy, thì họ cũng sẽ đều hoạch định được cái tài chính hợp lý, mở rộng được cái cơ hội và kiếm thêm cái thu nhập về mình. Túi tiền của những người tuổi này thì càng ngày càng rủng rỉnh, cuộc sống thì cũng thêm phần thư thái hơn. Tuy nhiên, với những người tuổi Dậu ấy thì cái cuộc sống thăng trầm nó không thể nào biết trước được. Đấy. Những cái may mắn mà những người tuổi Dậu đang có rất có thể sẽ khiến cho tiểu nhân dòm ngó đố kỵ. Các bạn chớ nên chủ quan để kẻ xấu hãm hại mình. Đó. Xong, trong thời gian này quý vị cũng không nên quá lo lắng, cứ ăn ở đức độ, chăm chỉ làm việc thiện thì cái số phận tự khắc sẽ an bài và những cái điều xứng đáng nhất sẽ dành đến với các bạn. Dường như là những cái may mắn mà bản mệnh được hưởng trong năm 2024 cũng là điều mà được quy định sẵn. Bởi vậy, các bạn hãy trân trọng và nắm giữ chúng thật chắc để phát huy tối đa cái năng lực của mình, thu về cái lợi nhuận đầy túi. Trong thời gian này, để hóa giải cái hạn tiểu nhân và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hóa giải những xung sát thị phi, hóa giải cái hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc cho mình trong năm 2024 Giáp Thìn. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong năm 2024 Giáp Thìn này không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, phần lớn những người tuổi Tỵ đều có cái khí chất phú quý và cái năng lực phi thường. Con giáp này thông minh lại có cái đầu óc kinh doanh nhạy bén. Vì vậy mà con đường quan lộc của những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng khá là tốt. Cái điều này nó thì thể hiện khá rõ ràng trong năm 2024. Các chuyên gia tử vi học cũng đã dự đoán năm 2024 năm Giáp Thìn là một năm khá bình ổn, ít biến động đối với những người tuổi Tỵ. Nhưng mà nếu có cái sự chủ động và có quyết tâm cao độ thì bản mệnh vẫn hoàn toàn có thể là tìm được những cái hướng đi mới, tươi sáng, tự mình làm chủ cái vận mệnh và phát triển theo cái cách mà bản thân mình mong muốn. Công việc trong năm của những người tuổi Tỵ có thể chịu ảnh hưởng khó khăn chung của cái thời cuộc mà ít nhiều bị cái áp lực công việc nó đè nén, nhưng mà kèm theo đó là cái cơ hội vươn lên khẳng định cái vị thế của mình trong tương lai. Tuổi này tiếp thu các kỹ năng cần thiết khá là nhanh, nhận được cái sự yêu mến của lãnh đạo. Không những vậy, đối nhân xử thế mẫu mực và nho nhã tử tế, bản thân họ cũng rất tích cực giúp đỡ mọi người xung quanh, chăm chỉ làm việc, hành thiện tích đức. Chính vì cái lẽ đó mà những người tuổi Tỵ thì thường được cái sự che chở phù hộ của Đức Phật. Một đời sống trong cảnh là bình an, tai ương, hoạn nạn thì cũng sẽ sớm được vượt qua. Vì vậy mà cái vận trình tài lộc trong năm 2024 năm Giáp Thìn của những người tuổi Tỵ cũng khá là thịnh vượng,
Con giáp này có thể nâng cao cái mức thu nhập nhờ cái nỗ lực và cái trí tuệ của bản thân. Có thể bản mệnh có may mắn đồng hành, nhưng mà những gì mà họ có 3 phần là do trời phú, còn lại 7 phần là do cái sự tự thân vận động, nỗ lực hết mình của họ. Nhìn chung con giáp này cứ sống tử tế, sẵn lòng giúp đỡ những người khác thì năm 2024 sẽ không phải quá lo lắng nhiều, bởi cái hoàn cảnh nào cũng sẽ được thần Phật che chở độ mạng, có phúc tinh nó sẽ chiếu. Nhờ vậy mà cái nguồn tài chính của những con giáp này cũng sẽ được gì? Phất lên như diều gặp gió, tiền bạc thì rủng rỉnh. Nếu những người tuổi Tỵ mà một lòng hướng Phật thì cái phúc khí nó lại bao bọc càng nhiều, cuộc sống lại càng thêm viên mãn, hạnh phúc đủ đầy. Đó. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái vận may về tiền bạc và tài lộc cho mình. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Thưa quý vị, như vậy là gì? Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái năm 2024 nó Giáp Thìn. Và tổng kết lại thì trong năm 2024 nó Giáp Thìn thì chúng ta sẽ có 5 con giáp được trời thương Phật độ, may mắn cứ liên tiếp ùn ùn kéo đến. Đó là những tuổi sau. Thứ nhất là những người tuổi Mão. Thứ hai là những người tuổi Hợi. Thứ ba là những người tuổi Ngọ. Thứ tư là người tuổi Dậu. Và thứ năm là tuổi Tỵ. Đó là 5 con giáp được trời thương Phật độ, giàu sang phú quý, đủ đầy trong cái năm 2024 là Giáp Thìn. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong năm 2024. Nếu mà quý vị biết nắm giữ cái vận may của mình, nắm biết được, bắt được cái vận thế của mình thì sẽ có cơ hội đổi đời, trở nên giàu có trong phút chốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.